Ui anh em này, hôm nay trẻ trâu làm gì nhỉ? Ui, kia là ai nhỉ? Tóc lại màu là màu vàng à, ông nào nhỉ? Ui, cái kia. Mày, ui. Anh tưởng ông nào tóc bạc phơ cơ. Ôi giời, hóa ra Minh Vương à. Mấy thằng tóc không? Quay ra đây xem nào. Ui, trông như ông già, nói chung không đẹp. Ôi, anh em đang làm gì ấy? Tí anh đánh nhau trận từng ông già đánh cô Linh cơ. Tớ với Minh Vương đang gọi là lấy mấy cái đồ hóa trang ở không? Hóa trang á? Ờ, để tập võ á. Tập võ nhưng mà đôi dép này màu xanh trong buồn ghế nhỉ? Đôi dép này là đôi dép của Húc ấy. Húc ơi, thế tớ mượn ra đeo xem có được không? Sao được? Chân làm gỗ sao đeo vừa được và đôi vừa được. Ui, đây đây là vũ khí gì đây? Minh Vương cầm rồng với cả mồm ghi. Mạ hùng mồm ghi nữa. Nhìn đây tay sói kìa. Tay sói luôn. Tay sói luôn. Khẽ nào. Gào ở đây. Nhìn tớ biết đây nè. Ui cái gì vậy? Người sói luôn. Người sói chưa thành hình dạng xuyên sói. Chưa nhìn sói nữa. Thế đưa anh mượn anh xem gọi là cái đầu rồng đầu rắn nè. Đầu rắn thì mất kiểm soát anh ấy. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Đâu. Mày điên à. Anh mượn xem nào. Sao? Thôi, anh em nhau cho mượn xem nào. Bây giờ nhá. Ở đây chỉ có những ai có vũ khí hóa trang mới được chơi thôi. Vũ khí hóa trang mới được chơi. Nhưng bây giờ có ôi ơi đừng. Bây giờ Cu Ninh có người sói này. Minh Vương thì chơi một cái thôi. Minh Vương chơi cái đỡ anh mượn một cái rắn hoặc đầu rồng. Không. Ăn hổm nhá. Cu Ninh ăn hổm nhá. Bây giờ có mỗi tớ có một cái để chơi. Rồi nói chung là anh em ăn hổm. Tớ không chơi anh em nữa. Nói chung là không ai không có chơi. Không chơi chơi thì nhớ nhá. Nhớ luôn. Ok nhá. Có gì chơi đâu mà. Trẻ trâu là chuyên khinh thường người khác. Có ai trẻ trâu. Đấy là ok nha bạn. Bọn trẻ trâu này là chuyên khinh thường người khác nha bạn. Thôi đã thế. À đúng rồi. Hình như là trong gọi là anh Hùng có một cái găng tay gọi là người sói người gì ấy. Để mình vào mình tìm xem có mình ra mình chơi anh em nhá. Không chơi bọn trẻ trâu nữa anh em ạ. Đấy anh em ơi. Mình tìm mãi không thấy gọi là cái găng tay đấy đâu. Nhưng mà hình như anh Hùng anh bạn là trong tủ gì ấy. Mà sao mình gọi là mình tìm hai cái tủ kia từ nãy không có anh em ơi. À hay là trong tủ lạnh nhỉ. Mình nghĩ là bây giờ trong tủ thì chỉ có ở trong tủ lạnh là mình chưa tìm thôi. Để mình mở ra mình xem thử anh em nhá. Ui đúng gọi là găng tay người sói rồi. Ui anh em khét chưa. Nhưng mà mới có một chiếc để mình tìm thêm một chiếc nữa anh em nhá. Đấy ok nhá. Mình đã tìm gọi là một cái gọi là găng tay rồi. Mình nghĩ là trong đây là có một cái găng tay nữa. Đấy. Đây nhá. Đây là trong tủ trúng ẩm gọi là của máy ảnh này. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Chắc chắn đây là găng tay thứ hai rồi. Đấy. Bây giờ mình đã tìm được cái găng tay thứ hai rồi anh em nhá. Ten găng tay này chắc chắn sẽ xịn hơn găng tay của bọn trẻ trâu. Đấy ok anh em ạ. Thì sau gọi là gần một tiếng đồng hồ thì mình đã tìm được gọi là một đôi găng tay. Đôi găng tay này là đôi găng tay của người rồng anh em ấy. Đấy. Rất là xịn sò con bò luôn. Anh em nhìn thấy gọi là màu xanh của nó ấy. Anh em nhìn thấy da nó sần sùi ấy. Còn đây là móng vuốt màu đen xì anh em nhé. Bây giờ mình sẽ gọi là đeo thử gọi là găng tay này vào thử anh em nhé. Ten ấy. Rất là đẳng cấp luôn. Anh em thấy găng tay xịn nhá. Wow. Bây giờ mình sẽ ra gọi là mình cào bọn trẻ trâu anh em nhé. Nhưng mà trước khi cào bọn trẻ trâu mình phải gọi là dùng bài test xem thử găng tay nó có xịn sò anh em nhé. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Nói chung là bây giờ là đến màn test vũ khí của mình nhá. Đấy, găng tay người rồng anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy lá rụng chưa? Đấy, đẳng cấp chưa? Bây giờ mình sẽ vào mình là tấn công bọn trẻ trâu như thế này, dám khinh thường mình nhỉ? Đấy, quạc. Đấy, đi theo mình. Đấy, ok anh em ạ. Mình nấp ở đây từ nãy giờ thấy trẻ trâu Minh Vương nó đang ở ngoài kia múa múa gì vậy kìa. Anh em nhìn kìa. Đấy, chắc là đang tập võ anh em ạ. Nhưng mà võ mấy võ vớ vẩn đánh sau rồi gọi là vũ khí người rồng của mình. Bây giờ mình sẽ ra mình tấn công trẻ trâu Minh Vương để cho biết thế nào lễ độ ấy. Nãy dám khinh thường năm ngố à? Ok anh em theo mình. Hây, trẻ trâu Minh Vương ơi. Để thằng đầu bà kia ra đây. Ui. Em bên đây cái gì? Găng tay người rồng. Ui, găng tay băng hỏa. No, hết găng tay chân trước đây.
Thua. Em vừa mới chấn được cái này của cô Linh ấy. Cô Linh hay cô Linh đâu? Cô Linh em chấn được cô Linh tức quá chỗ giải. Trốn thề á? Ừ. Cái này không ăn thua, không thèm chơi này á. Bây giờ người ta phải gọi là găng tay rồng rồi chứ. Ai là biết rồi. Em còn găng tay xoắn. À, thích vào đây đụng độ à? Ai lơ. Nắp vào đây. Găng tay xoắn. Găng xoắn luôn. Ừ. Sao kín gì nhỉ? Vào đây, năm thùng cháo thủng, lôi cũng thủng. Xong thùng cháo thủng, lôi cũng thủng. Thôi, nhưng mà... Thích chụp lên lóc gà là bắt được gà. Thôi, nhưng mà anh đánh kính đấy nhỉ? Thôi được rồi. Được rồi, bàn tay cũng mạnh ấy. Bây giờ anh bảo này, nãy anh nhìn thấy thằng Huggy nó ở ngoài kia. Ừ. Đây nhưng mà mượn đồ vũ khí chứ em không cho, bây giờ anh em kết hợp lại đánh thằng Huggy. Được, thôi chào Huggy vào đây. Nó liền đánh Alonso trận, em có găng tay người xoáy. Chết luôn nhỉ? Ừ, bây giờ anh em hay là... Bây giờ anh em đi lắp đi đợi thằng Huggy vào tấn công nó. Ừ, đấy. Ok, ok. Ok, ok. Mình vừa hay là em gọi đeo cái găng tay xoáy vào đi. Để em đeo thử, đâu găng tay này, găng tay khủng long. Khủng long á? Ừ. Đeo thử xem nào. Đấy, khét chưa? Ôi. Khét nhẹt luôn. Em nấp đi. Để anh đi ra. Để em mua một tí đấy. Thôi anh ra kia anh dụ thằng Huggy vào đây. Thôi 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 thôi. Vâng. Để đứng đây để anh ra anh dọa thằng Huggy vào đây. Anh dọa em nấp đi. Hôm nay đánh gọi là chóe mẻ nó luôn. Minh Vương, Huggy nó vào rồi. Huggy nó vào cổng thôi. Chết rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ em chuẩn bị chưa? Anh chỉ sẽ dùng cái găng tay rắn này. Hai người giao rũ ở sân trước. Ừ. Xong rồi là anh em mình tí nữa nó vào phát là anh em mình lao ra tấn công luôn. Ok ok. Phát ra rồi. Đấy. Rồi. Nó vào đấy nhỉ? Ui, anh nghĩ là để hai cái này ở dưới ấy. Đúng nghe thấy tiếng cổng rồi. Ui, vâng, nó vào kìa. Thằng này lúc nào cũng vào nó cũng tìm cách để phá nhá. Nó nhìn thấy đôi dép vậy em ơi. Nó đeo thử đôi dép đấy rồi. Em ra tấn công đang lúc lúc nó đang đeo. Trời. Ui. 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 Ok. Ui. Ui. Vương ơi, vào hỗ trợ San Vương. Ui, San này găng tay này.
găng tay đấy. Vương, cẩn thận thôi. Sàn vào hỗ trợ Vương đi. Tấn công một sàn này. Chạy đâu cho Hoàng? Ôi, thôi, sàn này. Thôi, nó chạy rồi, thôi. Ôi, sàn này, thôi, không đuổi nó nữa. Găng tay này của anh Hùng ấy, cất đi. Hôm nào nó phải tấn công nó tiếp.